xuất khẩu tạo động lực tăng trưởng cho Vinamilk. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 16.000 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và lập kỷ lục tính theo quý. Thị trường nội địa đóng góp 85%, quay lại đà tăng trưởng nhờ nhu cầu sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng tăng cao trong đợt dịch. Mảng xuất khẩu đóng góp gần 10% doanh thu nhờ các thị trường chủ lực là Trung Đông, ngoài ra còn thêm châu Á và châu Phi. Các chi nhánh tại Mỹ, Campuchia cũng góp hơn 5% doanh thu khi các trường học dần mở cửa trở lại và dịch bệnh được kiểm soát. Biên lợi nhuận gộp quý 3 năm 2021 đạt xấp xỉ 7.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng bởi gián đoạn chuỗi cung ứng và các chính sách thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng. Việc thực hiện ba tại chỗ cũng khiến chi phí sản xuất tăng. Sau khi trừ chi phí, công ty báo lãi sau thuế 3.000 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với cùng kỳ nhưng duy trì mạch tăng 3 quý liên tiếp.